Xin kính chào quý vị và các bạn đang trở lại với chuyên mục Thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị một chủ đề cũng hết sức là thiết thực, đặc biệt là dành cho quý vị khán giả nữ, những người có ý định sẽ sở hữu ô tô trong thời gian sắp tới. Vâng, chủ đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi cùng với anh Võ Hữu Phi Hùng, phụ trách đào tạo của Ford Phú Mỹ, về chủ đề đó là những mẫu xe nào sẽ phù hợp cho nữ giới, đặc biệt là khách hàng nữ tại Việt Nam. Rất cảm ơn Hùng lại tiếp tục tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh Thạch Trưởng và xin chào quý khán giả của chương trình Xe và Xu hướng. Những cái công nghệ hiện nay thì trên hầu như là gần như là tất cả các cái mẫu xe mới hiện nay đều có ít nhiều những cái công nghệ và nó cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên thì chương trình cũng nhiều lần chia sẻ đó là cái công nghệ nó chỉ hỗ trợ cho người lái mà thôi, chứ nó không có giải quyết 100% cho người lái. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không nên không quá lệ thuộc vào những cái công nghệ đó. Tuy nhiên cái lưu ý quan trọng hơn là cái vấn đề mà phụ nữ lái xe như thế nào cho nó an toàn hiện nay. Và chính vì cái nhu cầu phụ nữ sở hữu xe và lái xe nhiều như hiện nay đó, trong khi cái kinh nghiệm họ chưa có, thực sự thì vẫn chưa có nhiều bằng như nam giới đâu, thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề khác nó liên quan, ví dụ như là thiếu an toàn hoặc là những cái tình huống mà phụ nữ xử lý họ chưa có đúng, hoặc là họ không có xử lý kịp thời trong cái lúc mà xảy ra tình huống như vậy, đó mới là cái vấn đề. Thì cái vấn đề mà lưu ý trong cái quá trình mà đi mua xe và sử dụng á, thì mình sẽ là hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các chị đi mua xe thì các chị có thể tìm hiểu thông tin ở trên báo đài hay là trên các cái trang web mạng xã hội, thì tất cả đều có thông tin rồi, mình tìm và mình tới showroom mình xem trực tiếp. Khi mà mình tới showroom mình xem trực tiếp thì mình sẽ xem được cái mẫu mã, cái phân khúc. Trong cái phân khúc đó thì nó còn chia ra cái loại nào. Và sau khi mình chọn được một cái loại xe nào mình yêu thích thực sự thì mình hãy đặt lịch để mình lái thử. Cái lái thử này sẽ mang tới cho các chị là cái trải nghiệm. Trải nghiệm sẽ là tốt nhất. Sẽ biết được cái tính năng đó mình cần hay không, hay là có phù hợp với cá nhân mình không. Và sau khi mình đã lái thử và mình chọn được cái mẫu xe rồi á, thì mình kiểm tra cái thông tin của xe về cái tính minh bạch của chứng từ hay là hợp đồng trước khi mình đặt bút mình ký. Tính minh bạch rõ ràng của các loại chứng từ hay là những cái trang thiết bị phụ kiện đính kèm xe và model xe, đời xe. Còn về cái lưu ý khi sử dụng thì cái đầu tiên là mình, các chị thì thường sẽ có người thân, thứ nhất là ông xã hay là anh trai, em trai gì đó sẽ hướng dẫn cho mình. Tức là phụ nữ thì thường hay có cái suy nghĩ đó, tức là cái gì không biết thì hỏi, chứ không có chủ động để mình tìm hiểu trước, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì cái này họ không có ở thế chủ động, nhưng mà họ sẽ có những cái nguồn tham khảo rất là tốt. Thì cái quan trọng nhất của các chị là chị phải giữ tâm thái tự tin và thư giãn khi lái xe. Cái thứ hai là mình cần một cái người chuyên về xe, có thể là chồng hay là có thể là người nhà, người thân, hoặc cũng có thể là gọi một anh bán hàng hay anh cố vấn nào đó cho mình, để trong quá trình mình sử dụng mình không có xảy ra sự cố bất ngờ. Còn một cái vấn đề nữa mà tôi thấy là phụ nữ cũng rất là thường hay mắc phải đó khi lái xe đó, tức là họ quan trọng cái bề ngoài quá, tức là cái từ cái vấn đề trang điểm, thời trang, ăn mặc, mình quan trọng quá cái chuyện đó, cho nên mình ít quan tâm tới cái vấn đề an toàn khi lái xe. Hùng có thấy như vậy không? Riêng nói về phái đẹp thì họ rất là thời trang, và khi mà bước ra ngoài thì rất là đẹp, rất là sành điệu và phụ kiện rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên có những cái lưu ý. Thì khi mà các chị lái xe, các chị cứ trang phục mình cho thoải mái thôi. Mình có thể đẹp nhưng mà thoải mái nữa. Mình có thể thay giày cao gót bằng giày thể thao, hoặc là những cái giày thấp hơn, nó vẫn rất là đẹp, sành điệu và mình rất là năng động. Cái thứ hai, lưu ý thứ hai là các cái nón của các chị rất thời trang, nón rộng vành hay là mắt kiến đó, thì mình chọn những cái nón nào để mình ngồi vào xe nó thoải mái, cái tư thế mình ngồi lái nó phù hợp và nó không có bị che khuất tầm nhìn. Kiến mát thì khi mình bước vào xe mình có thể là mình cất kiến vào cái hộc để kiến đi. Tại vì xe mình thì đa số là trang bị phim cách nhiệt rồi,
nên cũng không có cần thiết là mình phải đeo kiếng khi mình lái xe. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà chỉnh ghế, chỉnh cái tư thế ngồi làm sao cho thoải mái khi mà bước lên xe thì phụ nữ rất là thường hay mắc phải, bởi vì họ phải ăn mặc thời trang đó, quần áo nhiều khi họ không có muốn nó nhăn nheo hay là nó làm mất đi cái vẻ đẹp của mình, thành ra rất là ngại trong cái chuyện mà chỉnh tư thế ngồi hoặc là ngồi lên ghế như thế nào. Như anh trưởng chia sẻ thì cái việc mà điều chỉnh ghế hay là cái tư thế ngồi rất là quan trọng. Thì các chị theo thói quen thì các chị mình nên chú ý cách mình mở cửa. Đầu tiên là mình mở cửa và mình ngồi vào xe thì một số chị thì sẽ mặc váy hay gì đó, mình sẽ cái này mình cũng nên chú ý chút, nó sẽ khó bước vào xe ngồi, hay là giày mình quá cao thì mình nên lưu ý mình về cái việc chỉnh ghế, chỉnh gương chiếu hậu sao cho phù hợp để mình ngồi trong xe mình có thoải mái, mình nhìn được gương chiếu hậu, mình thấy những cái điều kiện ở phía sau. Và khi mình bước lên xe thì mình đặt cái giỏ túi sách hay là những cái phụ kiện của mình qua ghế bên hoặc ở phía sau cốp xe để làm sao đó tầm nhìn của mình là tốt nhất. Một cái điều lưu ý là các chị hay mang những cái bộ trang điểm hay là làm đẹp, nước hoa mình để lên xe, thì một số cái loại dung dịch mà có áp suất thì mình không nên để lên xe, nếu mà mình đậu ngoài trời sẽ gây nguy hiểm cho cái xe của mình. Cái vấn đề trang điểm nó cũng cần phải lưu ý, bởi vì phụ nữ thì đương nhiên là họ thích trang điểm và thậm chí lên xe cũng trang điểm luôn. Tuy nhiên thì mình cũng lưu ý là trang điểm thì mình phải trang điểm trước khi lái xe, hoặc là khi mà mình đến nơi rồi thì mình hãy trang điểm lại để mình đi công việc. Chứ không nên là vừa lái xe vừa trang điểm chẳng hạn, hoặc là mình dừng đèn đỏ để mình trang điểm, đúng không ạ? Như cái việc mà mình lái xe thì mình phải tập trung để mình không có ảnh hưởng tới mình và ảnh hưởng tới người lưu thông trên đường. Nói về vấn đề trang điểm thì lời khuyên của em dành cho các chị là mình cứ trang điểm ở nhà, sau mình bước lên xe mình đi tới cái điểm đến của mình, và mình có thể sử dụng cái gương trang điểm trên xe, mình trang điểm lại thì lúc đó mình sẽ vẫn rất là đẹp, vẫn lộng lẫy để mình lên mình gặp đối tác hay khách hàng của mình. Còn mình tránh trường hợp vừa đi vừa trang điểm hay là dừng đèn đỏ mình lại trang điểm sẽ ảnh hưởng cái khả năng lưu thông. Mà lúc đó trang điểm cũng không đẹp đâu. Dạ đúng rồi, tại vì chị đang lái xe thì chị cũng không thể nào trang điểm, và trong lúc chị lái xe mình có thể mình quẹt cọ quẹt thì cái lớp trang điểm mình nó cũng không có còn tốt nữa. Và liên quan đến cái việc mà tập trung như Hùng chia sẻ đó, thì hiện nay gần như là đang phổ biến cái chuyện mà livestream, vừa lái xe vừa livestream. Thì thực sự mà nói thì cái này nó đã mất an toàn rồi và đã mất tập trung rồi. Thì Hùng có chia sẻ gì với quý vị khán giả nữ? Nói vui về cái việc mà vừa lái xe vừa livestream á, thì các nhà sản xuất ô tô tất cả đều là khuyến cáo chúng ta là cái việc mà không nên sử dụng điện thoại khi lái xe. Thậm chí là chúng ta có chế tài xử phạt về việc mà mình vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Thì một cái lưu ý cho các chị là mình không nên như vậy, vì nó sẽ gây mất tập trung, gây ảnh hưởng. Mình nên cho một cái slogan đi là mình tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại khi lái xe. Nhân đây thì có một cái câu hỏi thêm hỏi Hùng, đó là những người phụ nữ mà giả sử như là họ có con nhỏ chẳng hạn, thì khi mà họ phải di chuyển cùng với con, đi đón con hoặc đưa con đi học chẳng hạn, hoặc là đi như thế nào đó, thì có những chị em thì vẫn chưa biết cách để xử lý hoặc là để bố trí, để sắp xếp con nhỏ ở trên xe như thế nào, thì Hùng có thể chia sẻ thêm cho quý vị. Nói về cái việc con nhỏ thì mình sẽ tùy theo cái độ tuổi của cháu. Nếu mà cháu là trẻ sơ sinh đó, thì mình phải có cái thiết bị là ghế ngồi chuyên dụng cho cái cháu bé, và cái ghế ngồi này nó theo tiêu chuẩn là ISOFIX. Mình có thể khi mình mua xe mình nhờ cái bạn tư vấn cho mình, nó hỏi cái xe này có trang bị cái để mà gắn cái ghế nôi không. Và những cái xe mà có tiêu chuẩn ISOFIX đó thì các chị chỉ cần mua cái ghế nôi về và gắn vào đó. Sau đó thì cháu bé sơ sinh nó sẽ ngồi trên cái ghế đó. Còn đối với các cháu mà đã qua tuổi sơ sinh rồi, thì từ 2 tuổi tới 5 tuổi bắt đầu các cháu hiếu động rồi á, thì mình phải có cái lưu ý là mình cho cháu ngồi kế bên thì phải xem là các cháu có ảnh hưởng tới cái việc lái xe của mình hay không. Một số cháu hiếu động quá thì mình cho ngồi ở băng ghế sau và mình thắt dây an toàn cho bé. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình nên sử dụng cái tính năng khóa trẻ em.
để khi mà mình di chuyển thì cháu không có nghịch mở cửa sổ hay mở cửa ảnh hưởng, dạ, rất là nguy hiểm cho cháu. Lời khuyên cuối cùng của em dành cho các chị thì mình ngoài cái yếu tố thời trang hay là tiện dụng và dễ dàng xoay sở thì cái yếu tố quan trọng nhất là phải an toàn các chị. Dạ, mình không có lơ đãng khi lái xe. Ngoài ra mình các cái tính năng ngoài tính năng cần thiết thì cái yếu tố thời trang thì các chị nên sử dụng cái xe mà nó đẹp và cái tiện dụng, các chị sử dụng cái chìa khóa xe nó cũng quan trọng lắm. Các chị có thể chọn những cái xe mà dùng smart key, chìa khóa thông minh, các chị tại vì các chị hay xài giỏ sách. Các chị sử dụng chỉ cần bỏ chìa khóa vào giỏ sách là không phải giống đàn ông mình là lôi chìa khóa ra tra vào rồi khởi động xe, thì cái smart key nó tiện dụng cho các chị là khi bước lên xe mở cửa và khởi động xe chỉ bằng qua nút bấm. Các chị không phải thao tác nhiều và cái yếu tố thời trang và sành điệu của chị nó rất là cao. Ngoài ra thì cái phải nhắc đến nữa là cái phim cách nhiệt. Cái lượng mỹ phẩm với lại cái lượng kem chống nắng của chị xài rất là nhiều, thậm chí có những bộ mỹ phẩm giá trị rất cao. Nhưng mà một cái yếu tố mà các chị phải chú ý tới là cái phim cách nhiệt mình dán xe mình, nó phải là phim cách nhiệt chính hãng và nó có những cái yếu tố mà cản quang cũng như là yếu tố cản về tia UV để cho các chị không bị lão hóa da cũng như là gây nóng khó chịu cho các chị khi lái xe. Chúc các chị luôn có cái tâm thế thoải mái và tự tin nhất khi lái xe. An toàn nữa, đúng không? Dạ. Yeah. Vâng, và rất cảm ơn anh Võ Hữu Phi Hùng đã mang đến cho quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả nữ, ngoài cái kinh nghiệm chọn xe, mua xe như thế nào, những mẫu xe phù hợp với mình, thì còn những cái kinh nghiệm lái xe rất là an toàn nữa. Hy vọng rằng quý vị khán giả có thêm một số cái kiến thức nho nhỏ để mình có thể mình áp dụng khi mà mình sở hữu xe và mình lái xe hàng ngày, đặc biệt là quý vị khán giả nữ. Rất cảm ơn Hùng với những cái chia sẻ vừa rồi, rất là thú vị, và cảm ơn Hùng đã tham gia chương trình. Hy vọng sẽ tiếp tục gặp lại Hùng trong những chương mục lần sau. Cảm ơn anh trưởng và cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương mục Thời sự xe tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương mục lần sau.